Đài truyền hình hôm nay quay phóng sự tại hồ bơi Thủy Tiên ngày 29 tháng 7 năm 2020 nhân lễ phát động phong trào học và tập bơi trong nhân dân và cứu hộ cứu đuối. Phường Xuân Hòa, thành phố Long Khánh, tại hồ bơi Thủy Tiên. Thứ nhất, người đuối nước ở trạng thái bình tĩnh, được chưa? Tức là người ta đã